Phần mộ cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã hoàn thành, khán giả vẫn đến rất đông, con gái nói một câu xúc động. Mộ phần của ông Hoàng Cải Lương được thiết kế rất đẹp và thẩm mỹ. Ở bia mộ được đúc một chiếc mão y hệt mão vua mà ông đã đội trong các tuồng cổ. Xung quanh mộ là hình ảnh các vai diễn để đời của cố nghệ sĩ. Vào ngày 23 tháng 5, mộ của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã được hoàn thành tại Nghĩa Trang Hoa Viên, Bình Dương. Gia đình và rất đông khán giả đã đến viếng ông. Mộ phần của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh được thiết kế rất đẹp và thẩm mỹ. Ở bia mộ được đúc một chiếc mão y hệt mão vua mà ông đã đội trong các tuồng cổ. Trên mộ có đúc hình hoa sen và quyển sách khá tinh tế. Phía sau bia mộ được khắc tiểu sử cũng như các thành tựu, các vở cải lương mà ông đã tham gia. Xung quanh mộ là hình ảnh các vai diễn để đời của ông. Túc trực tại mộ là con gái Hồng Loan, cô ăn diện giản dị và ngồi quan sát quá trình thi công mộ ba mình. Khi được hỏi nắng nóng mà ngồi đây có mệt không, con gái Vũ Linh tươi cười khẳng định: "Mình làm con, mình ngồi lo cho ba mình có sao đâu." Cô cho biết bản thân rất vui vì hôm nay ba mình đã có nhà mới khang trang để có thể yên nghỉ. Đồng hành cùng Hồng Loan, ông xã cô cũng có mặt và tất bật chạy tới chạy lui để giám sát. Đặc biệt, ba người cháu ngoại của Vũ Linh cũng theo mẹ đến viếng ông ngoại. Nhóc tỳ nhỏ nhất là bé Buôn, đứa cháu mà Vũ Linh cưng chiều yêu thương nhất, tròn mắt ngây thơ gọi ông ngoại và lăng xăng chạy quanh mộ vui đùa, y hệt lúc ông mình còn sống, khiến mọi người vô cùng xúc động. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời vào đầu tháng 3 vừa qua sau nhiều ngày chống chọi với bệnh tật. Trước lúc qua đời, ông được biết đến là người không có vợ con. Thế nhưng tại lễ tang, truyền thông bất ngờ biết đến sự hiện diện của con gái ruột duy nhất của ông Hoàng Cải Lương là chị Võ Thị Hồng Loan. Trên giấy khai sinh của Hồng Loan, phần tên cha ghi đầy đủ họ tên cố nghệ sĩ Vũ Linh, tên mẹ để trống. Tuy nhiên sau đó, cháu gái ruột của nghệ sĩ Vũ Linh là Hồng Phượng đã thay mặt gia đình đính chính rằng Hồng Loan là con gái nuôi, được Vũ Linh ẵm về từ lúc nhỏ. Hồng Phượng cho biết gia đình không muốn cố nghệ sĩ mang tiếng có con rơi, chỉ có các con nuôi. Nhiều năm qua, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân và nghệ sĩ Bình Tinh cũng được biết đến là con nuôi của ông Hoàng Cải Lương. Đến lễ cúng 49 ngày của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình ông bắt đầu nổ ra. Hồng Loan lên tiếng khẳng định mình là con gái ruột duy nhất của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, bị gia đình chèn ép thành con nuôi. Bức xúc vì cha vừa nằm xuống thì những người cô từng cho là ruột thịt đã phủ nhận mình. Hồng Loan tuyên bố sẽ tiến hành thử ADN với chú ruột, em trai nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Ngày ba em mất, gắn cái mác cho em là con nuôi. Bây giờ muốn biết em là con nuôi hay con ruột, mời chú Bảy đi xét nghiệm ADN với em sẵn sàng làm chuyện đó. Từ ngày ba em mất, tất cả những người trong nhà đã lợi dụng danh tiếng của ba em để quyên góp hết cái này đến cái kia, em chẳng hề biết cái gì. Hồng Loan bức xúc nói trong livestream ngày 20 tháng 5 vừa qua. Phía gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh tỏ rõ thái độ không ủng hộ quyết định xét nghiệm ADN của Hồng Loan. Họ tuyên bố trước truyền thông rằng nếu xét nghiệm cho ra kết quả xác nhận Hồng Loan không phải con ruột Vũ Linh, thì cô buộc phải dọn ra khỏi nhà, không được hưởng bất kỳ quyền lợi gì. Đồng hành cũng như ủng hộ quyết định của Hồng Loan là nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân. Thời gian qua, nam nghệ sĩ bức xúc khi biết nhiều thành viên trong gia đình đã âm thầm nhận tiền quyên góp. Ngoài ra, hiện tại Hồng Phượng, cháu gái của nghệ sĩ Vũ Linh, đang nhận gạch đá từ dư luận khi tự ý đưa đội truyền thông vào đám tang của cố nghệ sĩ ưu tú mà không thông qua sự đồng ý của gia đình. Trước đó, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân vô cớ bị chỉ trích là người làm việc này kiếm tiền trên đám tang của cha nuôi. Đến khi mọi việc được làm sáng tỏ, truy đến hợp đồng truyền thông thì người ký tên là Hồng Phượng với phần chia lợi nhuận 60%. Vừa qua, Hồng Phượng đã lên tiếng thừa nhận chuyện này. Cô giải bày rằng điều mình muốn là lưu giữ hình ảnh cuối cùng của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Hợp đồng truyền thông là để quản lý, không để hình ảnh của nam nghệ sĩ bị bóp méo sau khi qua đời. Theo Hồng Phượng, doanh thu có được sẽ được đưa vào tài khoản riêng để gia đình chuẩn bị cho các dịp cúng bái sắp tới của Vũ Linh.